Hello, Toby. Ai, Tobinha. Mami, e daí? Bye bye. There's a place I go to where no one knows me. It's a necessary thing. Hello, xin chào các bạn. Hà biết rằng là năm vừa rồi thì Hà không có ra video nhiều và cũng không có hoạt động trên mạng xã hội nhiều như trước. Đấy là vì trong một năm vừa rồi thì Hà làm được rất là nhiều việc. Hà cũng rất là bận, bận vui vẻ. Thế nên là, tuy nhiên là vào tháng 12 này thì Hà đã quyết định là sẽ làm vlog hàng ngày luôn. Và Hà sẽ upload vào sau mỗi ngày. Mặc dù Hà biết rằng là thỉnh thoảng cuộc sống hàng ngày của Hà thì cũng không có gì vui cho lắm để mà post lên mạng cho mọi người xem cả. Thế nhưng mà Hà nghĩ rằng là đây là cách để Hà đền bù lại cho mọi người trong cả một năm vừa rồi ra video rất là ít ỏi. Thế nên là mọi người hãy cùng trải qua tháng 12 này cùng với Hà nhé. Hello. Would never escape. Sorry. Open your Snapchat. Choose your filter. Post your Snap with the filter. Your filter. Yeah, again. No. Yes. No, not that. Yes. No. Yes. Gone. Dad. You see the titles. That's Christmas ever. Featuring Toby. Đằng sau xe ô tô thì nhà Hà làm cái này này để cho Toby ngồi thì nó đỡ bị rơi xuống dưới đó, với cả nó cũng chặn lông luôn. Sau đấy lúc mà Toby ngồi lên thì phải đeo cái này vào cái dây xích cổ cho Toby, nó giống như là cái kiểu dạng seat belt ấy, là dây an toàn ấy, để nếu như mà mình có nếu như mình có phanh gấp chẳng hạn hay gì đó thì Toby nó cũng không bị ngã. Toby ready to go chưa con? Bây giờ mình đi chơi nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ lên LA để chơi với anh em họ của Mike, của anh Bảo. Toby. Toby thích nhìn xe vậy sao? Hi. Điểm dừng chân đầu tiên là mua bia. Trời ơi, sao kêu gì mà kêu nhiều thế con? I need fish. Hello mọi người. Bây giờ là sáng chủ nhật và tại vì tối hôm qua đến tận 1 giờ đêm Hà mới về tới nhà, thì nên là lười quá. Lúc đấy buồn ngủ quá rồi, thế nên là không còn sức đâu để mà ngồi edit video nữa. Và thực sự là edit video hàng ngày, làm vlog hàng ngày quả thật là rất khó. Nhưng mà hôm nay thì Hà sẽ cố gắng edit video của cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay nữa. Ngày hôm nay thì bây giờ Hà sẽ chuẩn bị mặc quần áo và sau đấy thì sẽ lái xe lên LA để cho Toby đi một cái gọi là meet up dành cho chó. Are we going out? Yeah.
Hey, Juanito, come here. Come here. Sit. Yes. I'm gonna put this on, okay? Oh! Rồi, 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 rồi. Sướng quá đi. Toby, come here. Sit. Okay. Bây giờ mặc cái này vào rồi mới đi, okay? Nào. Ngồi xuống đi mới mặc được áo chứ. Ngồi ngoan hay là ngoan để được mặc áo. Toby hôm nay ngoan quá ta. Còn thiếu cái gì nữa ta? Thiếu cái dây nè. Bây giờ phải buộc dây lên đúng không? Cái mông á, đầy lông thôi. Đi là uốn sang bên này, uốn sang bên kia. Bây giờ đi vào xe nhé con nhé. Sit. Good boy. Đúng rồi, ngoan quá. Đúng rồi, ngoan. Ok, seatbelt đã hoàn toàn xong rồi. Bây giờ thôi mình ngồi đợi chút nha. Ở nhà em họ của Mike. Và sau đó thì bọn mình sẽ đi xem. Hello. Did you just wake up? Did you just wake up? He is a little filthy. A little filthy, what? Be good, boy. Okay, I'll see you in a bit, thanks. Bye. Oh, what was it all about? Okay, try. Special program cars that are slightly used with only 2,000 miles that think they're new, like a nearly new 2018 Explorer. It's called Nước Mía. Only $199 per month plus tax, what? And that's Nước Mía. That's sugar cane. Yeah, but this is sugar cane and coconut. Bây giờ thì Hà sẽ ngồi gói quà, tại vì Hà làm cái advent calendar cho Mike, tức là mỗi một ngày thì sẽ có một phần quà ấy. Thế thì nè, bây giờ Hà sẽ ngồi gói quà cho hôm nay với cả ngày mai nữa. Không biết là Christmas thì mọi người đã có ý tưởng tặng bạn trai cái gì chưa? Nhưng mà Hà thì có rất là nhiều ý tưởng. Một trong số đó là cái này. Thực ra thì tặng quà cho người yêu ấy thì nó cũng tùy lứa tuổi. Ví dụ như là nếu mà bạn đang ở trong cấp 3 chẳng hạn, mà mới chỉ ở đến giai đoạn nắm tay thôi, chưa tới giai đoạn hôn nữa, hoặc là tới giai đoạn hôn rồi mà tặng cái quần này thì nó hơi kỳ đúng không? Thì nhưng mà đối với những người đã già như Hà rồi thì tặng cái quần này là bình thường. Thế nên là nếu như bạn nào cũng già như Hà, hoặc là già hơn Hà, hoặc là già gần bằng Hà, thì có thể tặng những món như thế này, nó rất là thiết thực. Show.
Ở đây thì tại vì Hà vẫn chưa có đủ quà ấy, thế nên là Hà mới gói quà theo 2-3 ngày một. Thế nên là ở đây thì Hà đã gói xong quà ngày thứ 4 và Hà có quà ngày thứ 2. Và túp, sau đấy bây giờ thì Hà sẽ đi xuống và để hai cái miếng giấy này vào trong cái ô ngày của nó. Hà mong rằng là qua cái mà Hà làm quà từng ngày như thế này cho Bảo thì mọi người sẽ có được một ý tưởng gì đấy để mua quà cho bạn trai hoặc là người yêu mình. Còn nếu như mà không có thì thôi, đỡ tốn tiền. Nhét vào. Xinh không? On the second day of Christmas, my true love wrote to me you have a gift to open from a little guy to a kind of day two. Everybody got the reason. Wow. Everybody, what a surprise. We just catching and releasing. Wab it up to our then it gets into your fight. You got the men to wear. Hôm nay là lần đầu tiên Hà đi xem, được đi xem một cái trận bóng rổ gọi là trực tiếp tại cái nơi mà người ta đánh bóng rổ đấy. Thì chắc là mọi người không biết, đấy là tại vì nói chung là khoảng mấy tháng gần đây thì Hà có bắt đầu kiểu thích xem bóng rổ với Bảo. Đấy là tại vì hồi trước suốt ngày Hà thấy Bảo xem bóng rổ, xem suốt luôn ý. Kiểu cứ lúc nào mà có cái đội Bảo thích chơi bóng rổ là xem, mà hầu như là tuần nào cũng xem. Thế nên là Hà mới kiểu thấy, nói chung là cũng thấy tò mò. Thế nên là mới kiểu ngồi xuống xong rồi hỏi là cách chơi như thế nào, cách lấy điểm như thế nào, thế này nó. Xong rồi cuối cùng tự nhiên thích bóng rổ từ lúc nào không biết. Thế nên là ngày hôm nay Bảo đã kiểu làm Hà bất ngờ bằng cách là mua hai cái vé để Hà với Bảo đi cái trận bóng rổ đấy của cái đội ở của cái đội tên là Lakers của Los Angeles. Và tại vì cái đội Lakers đó thắng, mà thắng rất là nhiều điểm và khiến cho cái đội đối thủ ấy dưới 100 điểm. Thế nên là tất cả mọi người ở trong cái sân vận động đó đều được free tacos, tức là được tacos miễn phí. Thế nên là bọn Hà được 4 cái tacos miễn phí đó. Đó, giải thích một chút xíu với mọi người là như vậy thôi. Bây giờ thì Hà sẽ ngồi edit cái vlog này của ngày hôm nay và ngày hôm qua nữa. Và sau đấy Hà sẽ cố gắng post vào buổi sáng hay buổi tối nhá. Mọi người muốn post vào buổi sáng hay buổi tối, tóm lại khi nào mà Hà edit xong thì Hà sẽ post. Ok, bye bye nha.